Nhìn nhanh lắm. Nước mắt nó như biết nói rồi à. Bắt nó hành hạ nó để quay. Mòi nhìn cái đuôi nó quẫy kìa. Già dạy nó tập đi thì không dậy. Cho nó đứng này. Hả? Đứng. Ô, đứng cơ mà. Ngồi nhiều nhá. Cái chân được cụp vào thế. Ô. Bực rồi đấy. Khổ nhỉ. Đứng. Được rồi thế này nhá. Đi. Bước. Lấy lại choạc. Lại đùa đúng không? Cái chấp nhận số phận rồi. Đuổi nó rất nhanh nhá. Nhìn thấy chưa? Liệt mẹ gì sao ấy. Đéo lại đi này. Hôm trước đi mấy con chó con ở dưới kia chị cũng gọi Hướng mà Hướng ơi chó bị liệt. Vài hôm sau chạy ngồi kìa. Ngồi kìa. Con này chưa cả chờ hơn tháng gì chứ. Đâu, hôm nọ cách đây 2 3 hôm thì Hương mới bảo là mới được 20 ngày. 20 ngày mà to đây à? Ướm, em bảo nhìn nó như thế này cơ mà. Như cái cối đá thủng ấy. Chưa được 1 tháng. Dạ. Yeah. Công nhận nó sạch nhỉ, nó làm nào mà sạch sẽ này. Dĩ ở đâu hết rồi không biết. Hôm nay không có con anh nó, mình vào đấy, con anh nó vào, mình nó thấy cái là nó vào, nó lăn xả đây này. Nó không cho vào hả? Nó không cho vào, nó giữ em nó. Ảnh khôn nhỉ. Khôn lắm. Mình cứ bế này nhưng mà nó nhìn thấy. Kìa là đang giúp rồi vào kìa chị là kìa. Là nó nhảy tót vào trong đấy, nó bắt đầu nó cắn giận, cắn cháy cho em ở đấy. Thế á? Ừ. Khôn lắm. Úi, ấy, 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 ấy. Được về, thích. Thích nhỉ. Dời. Cái đuôi với cái mặt nó rất là khôn nhanh nhá. Ôi trời Trần, đấy con kia đứng được đấy. Con kia khỏe hơn nhỉ. Lặng đít đi lô lặng đít kìa đấy, 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 đang đi kìa. Loại lặng đít thế nào nhỉ? Loại nhoài ra. Thì cái mặt kìa. Mặt như cái mặt nồn đấy, đấy, đấy. Rất khôn nhá. Khóm lắm. Trông không đần như cái mặt bên kia nhỉ. Mặt bên nó nhìn gố hơn đúng không? Mặt lại nhìn đanh hơn. Này. Hai bà chở vờ bà bò kiểu ấy. Có hai cái mặt không giống nhau đâu nhỉ. Cái mặt này mỗi đứa một bố. Nhìn nó gọn gọn, cái mặt kia bè bè, cái mắt dài hơn nhá. Mắt kia mắt kia. Ờ, mắt dài, đuôi mắt dài cho con này nhìn đấy. Chả hay làm gì, ăn hắng. Đúng mỗi thằng một bố thật mọi ạ. Màu lông khác nhau hoàn toàn nữa. Không chỉ khác màu lông nhá, mà nó còn khác cả cái lông. Con này nó cứ trụi trụi đều, con kia sù lên nhỉ. Gặm đi, ăn đi con. Đấy. Tí đấy, ăn đi. Như vậy, ghét không? Nhìn thẻ lưỡi rồi. Dặn Hương mà đừng cho ai để nuôi nhé, cho đừng cho ai. Đấy nữa là phối cho mẹ nói. Là ok đấy. Hương bảo em để sợ lại bắt trộm mất. Cái ông tàu hôm nào chả đi xe ô tô vào đây để xem. Ngắm à? Thế thì không phải bàn. Yeah, thấy chị Bình ra đang ngó kìa. Đội mũ tưởng là Dung cơ. Đang thăm chó. Với lại nó chưa khỏe chân, nó đang yếu chân. Nhưng mà nó lại trơn quá đâu có bán được, nó cần khỏe chân. Con này một bên mũi đốm nhỉ. Yeah. Đốm trắng. Con trắng đẹp hơn. À. Đi cái ghét không? như kiểu con hải cẩu. Chim cánh cụt. Hải cấu nó đi kiểu như thế. À ừ, hải cấu hai cái chân nó ngoải mái cũng được. Nhìn ghét quá cơ. Đẹp thật đấy nhá. Ngủ chuyên nằm ngửa trong cái lưng cứ bành ra. Người ta ngủ thì khép cái tàu lá chuối vào, mình cứ phơi ra. Mẹ đang về kìa. Mày không về trông con đi. Người ta chả bắt mất rồi. Vào với con cho bú đi. Vào bắt tới tận lên á. Cảnh cửa đã. Đi vào trong nhà. Ôi giời. Bẩn thế này tối về Hương lại này. Mắng chứ. Hương về lại mắng cho chết thế này con nùn này. Đấy, cảnh không cho ai vào đấy. Khôn như con ma ấy. Ngửi thấy mẹ đấy. Đi vào với con đi. Vào cho nó bú miếng. Không nghe. Thẻ cái lưỡi tụm đầu còn nó chuối vào con. Ai lại thẻ lưỡi rồi đấy. Xấu gái.
số ra hết. Thịt thật thì còn đi. Rồi tắm hết.